Cao Thị Cúc lên nói ra nói là dài lời. Cao Thị Cúc tôi là Cao Thị Cúc, tôi cũng không biết tôi bị sao tôi. Tôi mắc cười, tôi thề đấy coi, tôi cũng biết sao tôi bị bắt. Tôi, bị cáo làm gì? Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ nấu cơm với bé thôi. Tôi chỉ nấu cơm với bé thôi, mà giờ tôi bị bắt tù 4 năm. Hồi chiều nay, lúc mà Nam Quang đi mà đi đám ma ba của một người bạn đó. Trong cái đám ma đó lúc mình đang qua đang ngồi thì có một cái phone gọi vô, một cái chị quen gọi vô khóc nức nở. Trời ơi, làm Đăng Quang tưởng là ở trong nhà có người mất chứ không phải là Thiền Am bị ấy nữa. Trong cho Đăng Quang nói chứ tôi nói có chuyện gì, có chuyện gì chị? Bình tĩnh đừng khóc nữa, làm tôi hết hồn thiệt. Nó chơi đâu ơi, hôm nay chị không có ngủ được. Thiền Am mà từ 4 giờ sáng. Trời ơi, nói ủa gì vậy? Là 6 giờ chiều. Thiền Am. Trời ơi, mình không ngờ cái vụ án Thiền Am này nó lấy đi nước mắt của quá nhiều người. Nhưng mà Nam Quang nói với lại quý vị, không có nên khóc cho Thiền Am. Thiền Am ở trong cái trường hợp này đó, mình như cứ nhìn những ông thầy đi, mấy ông đi ra trước tòa rất là hiên ngang, không khóc lóc gì hết, không có khóc lóc, không có xin bác trọng, là không có xin bác phúc gì hết, nói năng dõng dạc. Ông nói đúng, nói năng dõng dạc, phản biện rất là sắc bén, nói đâu vào đó. Bà Cúc, từng hiệp bà Cúc, bị cáo cái gì Cúc, Cao Thị Cúc lên nói ra nói là dài lời. Cao Thị Cúc tôi là Cao Thị Cúc, tôi cũng biết tôi bị sao tôi. Tôi mắc cười, tôi thề đấy coi, tôi cũng biết sao tôi bị bắt. Tôi, bị cáo làm gì? Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ nấu cơm với bé thôi. Tôi chỉ nấu cơm với bé thôi, mà giờ tôi bị bắt tù 4 năm. Nấu cơm không, bao nhiêu tội gì phải không? Bao nhiêu tội gì phải không? Tôi nấu cơm khê phải không? Không phải, tôi không bắt bà gì đồ nấu cơm. Bà là cái người may đồ trang phục đi cho mấy cái đứa kia nó lên video, nó phạm tội 331 may đồ với lại trang phục đó. Trời đó, có đừng có may đồ vô gì. May đồ cho mấy cái thằng kia nó mặc nó chụp phim để nó chửi báo chí, nó láo ăn tiền, may đồ cho nó mặc để cho nó lên, nó nói Nhật từ ngu như bò. Cho nó coi may đồ. Nói tôi may đồ, tôi nấu cơm, tôi dưới bếp không, tôi đâu có làm gì đâu. Trời ơi, tôi coi mà tôi nói mắc cười. Thì hồi đầu thì tôi cũng có tức, có tức là tại sao cái đám này nó ngang ngược như vậy. Cái thằng nó đứng lên đọc á, đọc dưới bếp nấu cơm, xong người nấu cơm, nấu xong cơm ghi lên cái mây đồ, nhưng chú tiểu mặt đóng phim cái bị bắt. Thấy chưa, nhục chưa? Trời ơi, cười chết đi. Ok, lên cái thằng mà đứng lên đọc qua, tôi nghe nói gì nè. Bị cáo nói là bị cáo bị đánh, bị bức cung là không có căn cứ. Trời ơi, tự động quyết định là không có căn cứ luôn. Tự động quyết định luôn cái gì? Là không có căn cứ. Rồi xong rồi cái gì đó cũng đại khái là cũng không có căn cứ hết trơn á. Trời ơi, mà tôi nói cười muốn chết. Này còn biết tại sao tôi mặc áo này không? Mấy cái sừng nè, mà không phải sừng bò mà là sừng nai. Sao giờ nhiều động vật có sừng ở bên Việt Nam không biết nữa. Mà thấy Kim Tuyến không? Ông làm á hả? Không, mua chứ tôi đâu có tài ba dữ vậy. Tại sao mặc áo nâu? Tại sao mặc bị cáo? Tại sao mặc áo nâu mà không có đi vô trong đăng ký, vô trong
giáo hội Phật giáo, cái ông già ông trả lời sao không? Ông già trả lời sao không? Ông già ông trả lời hay á nha. Giáo hội Phật giáo không có tạo được tin tưởng cho tôi không vô. Vậy sao, tại sao mặc áo nâu mà không vô Phật giáo? Vậy chứ tôi không lẽ tôi mặc áo nâu tôi mới vô Phật giáo, giờ tôi ở truồng tôi phải vô đảng hay sao? Con ơi, anh cảm ơn. Cảm ơn anh. Mặc áo nâu là phải vô quốc hội, vô Phật giáo quốc doanh. Còn ông nội ở truồng, ông nội phải vô đảng hả con? Tự nhiên cái mặc áo, mặc áo màu gì là phải đi vô đó. Mà Nam Quang nó mặc áo vét thì nó đi đâu con? Nó ứng cử hả con? Tiến Dũng nó mặc cái áo kim tuyến kìa, bây giờ nó đi nhảy đồng nhảy bóng với lại hoài lên hả con? Có nghĩa là tự nhiên cái mặc áo, tự nhiên cái mặc áo gì á, để mà mặc áo nâu á là phải đi đăng ký để đi vô Phật giáo, vậy không được mặc áo nâu nha. Không được ở trường nha, ở trường là phải đăng ký đi vô đảng cộng sản vậy đó. Tại vì vô sản mà không có quần áo mặc. Trời ơi. Rồi bây giờ đó nó là ngu như bò. Thì thiệt ra là ngu như bò đó là cái câu đó quý vị. Ở đời thì Việt Nam hay Mỹ đâu cũng vậy. Nó có nhiều cái câu mà nó so sánh với bò, với trâu, với ngựa, nhanh như ngựa. Đúng không? Rồi cái gì lì như trâu. Đúng không? Nó ăn rau muống nó lì như trâu, lì là lì như trâu, như vậy mình níu cái đầu cho mà nó cứ ghì là nó không đi, cho nên kêu là lì như trâu. Ở gì nữa? Có những cái câu gì nữa? Nhanh như ngựa hả? Hay là ngựa như ngựa. Mẹ hằng nói con nó ngựa như ngựa gì. Rồi gì nữa ta? Mỹ nó có cái thành ngữ là trời mưa như chó với mèo, giống như chó với mèo nó đánh nhau mầm gì. Mưa như chó với mèo. Thì tôi thấy là cái chuyện mà nói là ngu như bò, chứ không phải là thích nhật từ là như bò, mà là thích nhật từ là nó ngu. Mà so sánh á, cái ngu như bò, đúng không? Tức là con là so sánh bò với ngu, chứ không phải so sánh bò với từ, đúng không? Ngu như bò thì là so sánh bò với cái ngu. Giống như Ngụy Vũ nói tôi ăn tiếng súng nó hát như cước, bây giờ thì rõ ràng là nó chê tôi hát như cước. À nói rồi, còn bây giờ thích nhật từ phải đưa ra nghe nè. Đúng rồi, training giống như chậm như rùa nè, đúng rồi. Nhưng mà cái gì như quỷ phải không? Cái gì như quỷ phải không? Dê như quỷ. Quỷ nó dê lắm biết không? Đó, cái gì như quỷ. Ngang như cua nè. Hồi nãy đúng rồi. Khoảnh khắc có nhất là cái bộ thẩm đoàn có 12 người, đúng rồi, xin lỗi, 12 người. Luật sư có nói là anh phải chứng minh là con bò nó ngu. Thì bây giờ tại vì thích nhật từ nó trốn, chứ nếu mà nó có mặt á là mới là phải lấy cái tế bào não của nó ra, xong rồi lấy cái tế bào não của con bò ra để so cái tế bào của thích nhật từ, cái tế bào não của con bò đó là cái nào là nó có chất bổ dưỡng hơn, đúng không? Thì thấy rõ ràng là thích nhật từ nó ngu hơn bò quý vị. Tại sao? Nếu mà nó khôn hơn bò thì nó đâu có để cái chuyện này nó tài quầy ra. Tại vì cái chuyện mà mấy chú tiểu hay là bên kia ông thèm nội nói nó nói thích nhật từ ngu như bò thì có chừng có nhìn 100.000 người nghe đi. Bây giờ nó lên nó tài quầy đó, nó thưa nó kiện, bây giờ để ở trong cái buổi sự kiện đó, Trần Quốc Vũ như đây là Ngô Quang Phục, nó cứ lặp đi lặp lại là thích nhật từ ngu như bò, thích nhật từ ngu như bò.
Thế Nhật Từ ngu như bò, mình nhắc đi nhắc lại riết cái gì. Bây giờ Thế Nhật Từ nó nổi tiếng luôn. Nó ngu như súc vật, nó ngu như bò. Đúng không? Rồi thêm cái thằng luật sư mà Âu Quang Phục với quý vị. Vậy chứ nếu mà tôi nói là Chúa ngu như bò thì mấy anh thấy sao? Ừ. Trời đất ơi, lại bây giờ nó mới thấy là không phải chỉ có một con bò quý vị, mà quá trời con bò ở trong cái tòa xử án đó. Có đứa nào mà nó hỏi một cái câu mà nó ngu mà ngu động trời đất không quý vị? Sao ông thấy làm cái sao? Câu đó là sao? Nó hỏi mấy ông luật sư, nếu như mà tôi nói là ngu như Chúa ngu như bò thì các ông thấy làm sao? Thì ông thấy cái câu đó là sao? Cái đó tôi thấy là bây giờ rất là nhiều người bên Công giáo họ phản đối về cái chuyện đó, xúc phạm Công giáo. Cái đó là một cái ví dụ của một thằng ngu như bò đó. Của một thằng rất là ngu, ngu như bò đó, còn hơn bò nữa. Bây giờ mình thật sự ra mình nói ngu như bò thì tội cho con bò quá. Mấy thằng này nó ngu quá trời quá đất. Nhưng mà tôi thấy có một cái này mà không hiểu ông có để ý hay không. Đó là tại sao trong một cái vụ án 331 có nghĩa là những người này bị xét xử về cái tội tội danh là nhục mạ những cá nhân và tổ chức đó, đúng không? Thì cái này là nó chính quyền họ đứng ra để mà họ truy tố, có nghĩa là cái những cái người công tố viên của Long An đó, của tỉnh Long An, họ sẽ đứng ra họ truy tố những người này. Thì tại sao lại có cái vấn đề là có cái sự hiện diện của luật sư của mấy ông kia để làm gì? Hay là luật sư của mấy ông kia để thay mặt những cái ông trong như Thích Nhật Từ rồi nọ đó để mà làm nhân chứng? Có nghĩa là Trần Quốc Vũ với lại Âu Quang Phục là giống như là mối ruột của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An với lại Đức Hòa, quý vị. Mấy cái vụ xử nào đó thì là cũng có Trần Quốc Vũ giống như là mối ruột á. Cái vụ xử của bà Huynh Quá đó. Ừ. Bà Huynh Quá trong cái vụ xử mà 50 tên côn đồ tấn công Thiền Am á, cũng có Trần Quốc Vũ. Mà Trần Quốc Vũ thì là chuyên môn là đi cãi cho mấy cái vụ kiện mà đã có kết quả sẵn. Thôi cho nên khỏi cần cãi. Cứ như là nó rất là nhẫn nhơ, nó lôi ra những cái chứng cứ mà không gọi là chứng cứ, mà là những cái điều mà mình nghe mình nói thì ổ thằng này mình là luật sư sao trời. Suốt ngày đi lên trên mạng để chửi bới tấn công người ta, rồi bị đặt ra, rồi nói những cái lời tục tiểu dành cho phụ nữ, rồi đang bị thư bị kiện, bây giờ đi ra lại đi cãi cho cái thằng ác tăng, cái thằng mà ngu như bò. Thì so ra cái đẳng cấp giữa mấy cái ông luật sư ở bên Thiền Am, nhất là cái ông mà Đặng Đình Mạnh á, ông nói rất là rõ ràng quý vị và rất là chi tiết, và tôi là đã phải là nể phục ông. Hay lắm quý vị, không phải là tại vì mình phe của Thiền Am, mình phe của những người mà thấp cổ bé họng, những người bị chà đạp, rồi cái mình binh cái năm cái ông luật sư này. Nhưng mà thật sự là tâm phục khẩu phục thưa quý vị, tại vì mấy cái người này đứng giữa một đàn sói quý vị, mà ông đứng cái ông phân tích là điều mấy là bên công an Đức Hòa vừa là bị hại mà lại vừa là người đi bắt bớ người ta, rồi lại là người điều tra, rồi lại là xử án luôn. Mà Dũng nói rồi, quý vị bây giờ sáng mắt ra chưa? Cái những cái tòa án như vậy nó câu kết với báo chí, quý vị thấy không? Long An công an cũng câu kết với báo chí, tự động bắt người ta rồi đưa thông tin cho báo chí. Quý vị lên nghe mấy cái ông nghe bên nhật ký luật sư đi. Ừ. Người ta không có loạn luôn, không có lừa gạt, nhưng mà cái đám công an Long An này nó đưa tin cho báo chí ha, là trong Thiền Am này có loạn luôn, có lừa gạt, có đầy đủ hết. Mà trong khi
nó không có bằng chứng nào hết. Thì mấy ông luật sư này mới hỏi là báo chí là tại sao mà không có bằng chứng mà lại đăng người ta là loạn luân, là lừa gạt. Ừ. Thì bên báo chí nó nói là ở phía bên công an đưa thông tin. À, mà trong khi công an không đưa hả? Có. Xong rồi cái mấy ông cái này phải chạy ngược về công an đó là tại sao mà lại đưa những cái thông tin mà xuyên tạc bịa đặt của thân chủ tôi. Ừ. Cho ở bên báo. Thì ở bên công an nó nói là nó nói cái như là cái banh đó quý vị, đá qua cái đá lại, đá qua đá lại, cái để cho mấy người luật sư chịu qua chạy lại, cái người ta nản quá, người ta mỏi mệt quá, người ta thấy là không có còn có thể nào mà chiến đấu lại với lại cái đám ác, cái đám ác độc mà khốn nạn tới mức đó nữa. Thì chưa hết nha quý vị, nó còn đưa tin qua cho báo chí, xong cái cho đài truyền hình đây quý vị. Xong rồi cái để làm gì, để làm gì, để người dân tin vào cái điều đó. Bởi vì các cái báo chí với đài truyền hình nó là độc quyền, độc quyền phát thanh của nhà nước quý vị, không có tiếng nói phản biện nào hết. Ví dụ như là ở nước ngoài đi, ở các nước tiên tiến, các nước phát triển đi, các tòa báo nó đều độc lập. Dễ gì mà cái vụ Thiền Am này mà các cái báo chí mà của Mỹ, nếu mà xảy ra ở Mỹ, dễ gì các cái tòa báo qua ngày hôm sau lên báo chí hàng loạt. Ông mở lên ông đọc những cái tiêu đề cái gì đó, những cái gì, những cái bản án mảnh tay mảnh chân cái gì đó. Ồ. Đây nè. Thì nó một lần là nó lên lên báo, khi mà nó lên dữ lắm quý vị. Thì ở bên bên Mỹ này, ví dụ như là có nhiều cái tờ báo nó sẽ độc lập, mỗi tờ báo nó sẽ cho phóng viên nó tới và nó sẽ phanh phui ra, rồi nó sẽ ghi chép, rồi đưa ra những cái bằng chứng thế này thế nọ để phản biện, đúng không quý vị? Đó chính là cái nền báo chí tự do, không có bị kiểm soát bởi đảng và nhà nước. Nhưng ở bên Việt Nam, tất cả các báo bung lên hàng loạt cùng một nội dung, không hề có phản biện, không hề đưa ra những cái điều sai trái của công tố viên, viện kiểm sát, rồi cái gì chánh gì tòa cái gì đó, cái ông bồi thẩm đoạn cái gì, không có gì chứ. Cùng một luận điệu bung ra để tàn sát người ta. Chỉ có những cái kênh YouTube mà các cái người luật sư mà có lương tâm, hoặc là những nhà phân tích theo báo chí mà có lương tâm, lên phản biện một cách rất là chừng mực. Ví dụ như là rất, mặc dù là rất là công tâm quý vị, nhưng mà họ biết họ đang sống ở đâu, cho nên họ phải nói những cái điều nào đó nó cũng phải rất là chừng mực ha. Đúng rồi. Và trong đó quý vị nên nghe Lê Văn Sĩ nè. Họ cũng phải bảo vệ cho sự an toàn của họ. Trần Văn Sĩ sao đi quý vị? Trần Văn Sĩ nè, năm ông luật sư nè. Quý vị đừng có nghe con mẹ mà mặt trời mới. Đó là tôi không có nói nha mẹ. Mẹ táo bón quý vị. À, giờ Phan Phong xuất hiện rồi nha. Ừ. Nha, rồi cũng tôi nhiều người nói mà tôi chưa nghe đâu, để tôi đâu để bữa nào tôi qua tôi nghe thấy coi. Xong rồi thằng anh cái em Happy Media nó, trời ơi, bên chầm chập những cái điều mà vô lý như vậy mà bên chầm chập. À. Còn các báo chí tự do quý vị, những người mà làm ở trong tòa án không đâu có dám làm bậy quý vị. Báo chí nó bung lên hàng loạt, nó chỉ trích ra những cái sai trái để người dân thấy được cái nào đúng, cái nào sai. Còn báo chí Việt Nam, một tiêu đề, một chủ đề, một luận điệu, một kết luận y chang nhau. Thì Thiền Am làm sao, không phải Thiền Am không, mà những cái người khác mà bị dính vào cái vụ mà bị hiếp dâm hội đồng, bởi vừa tòa án, vừa báo chí, vừa công an, vừa côn đồ mạng, vừa đài truyền hình này nọ, vừa sư sãi nữa quý vị, sư nữa, sư. Thì làm sao mà người ta sống nổi thưa quý vị? Đây. Thì mọi người nói báo mà láo ăn tiền, hơi đâu tin. Một số người nói hơi đâu mà tin thôi. Còn đây. Đây. Phó Viện trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái gì thượng tọa của cái chùa Ngộ Quá đây nè quý vị, dịnh vào báo chí với lại đài truyền hình Long An vu khống người ta. Đây tham gia thích chân hài đó, thì giống đó
Đây. Bởi vì khi tham gia Thích Thiên Hài đó, thì nhóm đó tự động thu hút được khoảng là 1 triệu mấy, khoảng 1.7 triệu subscriber trên YouTube. Đã quý trọng cái cách diễn hài của các tiểu này. Và thực tế thì tự cạo đầu nó chỉ có xuất gia đâu. Rồi những người đóng vai là sư cô tại đó đó đều là mẹ ruột của những chú này. Trong số đó đó có những cô đó đó là con ruột của cụ lớn tuổi đó. Cái vụ thử máu vừa qua là cho ra cái kết quả tại truyền hình Tập đoàn cũng đã công bố cái kết quả này. Cho nên tất cả các tờ báo quan trọng, đài truyền hình quan trọng trong nước đã đưa tin. Quý vị nghe không quý vị? Cái thằng khốn nạn này nè, cái thằng ma tăng với ác tăng này nè, mà tại sao nó không biết nhục quý vị? Chẳng những nó là nó ngu như bò, mà nó cái cách cư xử của nó đó, nó bị cho nhiều người Phật tử chân chánh, vẫn nhiều người có cái sự tử tế mà người ta cũng không nhịn được, người ta vẫn chửi nó như chửi chó quý vị. Mà nó vẫn nhỡn nhơ được có bao nhiêu con nhang quỳ xì sụp mà lại nó, mà nghe những cái điều khốn nạn từ nó thốt ra nè quý vị. Mà nó là viện trưởng nè quý vị, phó viện trưởng. Như vậy thì những cái người mà như ông Lê Tùng Vân mà làm sao mà đi đăng ký là một thành viên gì đó của giáo hội Phật giáo để mà được sự quản lý của cái thằng khốn nạn này quý vị, thằng khốn nạn Thích Nhật Từ này. Quý vị tưởng tượng coi làm sao mà ông Lê Tùng Vân như ổng vậy đó, bằng tiến sĩ rồi bằng những ổng học hành tới nơi tới chốn vậy, ổng đào tạo ra những con người giỏi như vậy, tài ba như vậy, mà làm sao mà ổng vô đó ổng đăng ký để mà làm một thành viên của cái thằng khốn nạn này quý vị? Không thể nào đâu. Không thể nào đâu. Không thể nào. Và nó sao quý vị? Nó dựa vào cái gì quý vị? Nó dựa vào báo có gì đó, đài truyền hình. Đài hình gì ta? Long An gì đó. Long An. Ừ, báo chí tự động thu hút được khoảng là 1 triệu mấy, khoảng 1.7 triệu. Đó, con thằng khốn nạn này nó leo lên, nó ngồi, nó đếm view, nó đếm subscriber của người ta. Lâu lâu cái nó gọi điện xuống cho mấy con nhang á, con nhang xì sụp ở dưới đó. Đại khái như con mẹ Hằng mà gọi với Tân Nhi vậy đó. Anh hay nè con đếm coi bên Thiền Am bây giờ mấy chú tiểu đó được bao nhiêu subscribers vậy con ở trên YouTube á. Lâu lâu thầy nó được 1.5 triệu đó thầy. À, sao lên lẹ quá con ha. Rồi, cấp phone. 10 phút sau. Con ơi con, nó thi thách thức xong rồi đó. Rồi bây giờ coi bao nhiêu người subscriber nói vậy con. À, 1.7 triệu rồi đó thầy. Đồ mẹ nó sao lẹ dữ vậy trời ơi. Sao mà subscriber cho nó chi mà lẹ dữ vậy con. Thôi cấp phone. Nó ngồi nó đếm quý vị. Nó đếm. Nó đếm xong rồi sao đây cái máu sân si trên YouTube động, cái cách diễn hài của các tiểu này, của các tiểu này tự cạo đầu thôi chứ có xuất gia đâu. Rồi có đứa con nít nào mà xuất gia không quý vị? Có đứa con nít nào mà tự cạo đầu không quý vị? Mới gọi là chú tiểu nào, chỉ có cha mẹ mới cho phép con mình đi vô chùa làm chú tiểu hay là mang cái hình thức mà dễ thương vậy thôi. Đâu có xuất gia. Trời đất ơi, con nít mà xuất gia là ra khỏi nhà, từ bỏ cha mẹ để đi tu. Người lớn mới đi xuất gia, không biết tụi nó đúng không vậy Nam Quang? Người nói người xuất gia là ra khỏi nhà. Xuất gia thì ra khỏi nhà đúng rồi. À, để đi tu, từ bỏ cha mẹ. Còn những cái đứa này, nó là sao? Quý vị có muốn đi tu mà không xa cha mẹ mình không? Quý vị có muốn đi tu mà vẫn ở nhà để báo hiếu không? Như vậy thì quý vị tu tại gia. Còn cái này, mấy đứa con nít này làm sao mà nó tự cạo đầu nó quý vị? Mà nó nói vậy đó, mình nãy nó mới nói gì? Đâu có phải tự xuất gia đâu, cũng đâu có phải là tự cạo đầu. À, vậy chứ không biết cái thằng khốn nạn này ai cạo đầu cho nó mà sao nó ngu dữ vậy? Những người đóng vai là sư cô tại đó đều là mẹ ruột. Những người đóng vai là sư cô cạo đầu thôi chứ có xuất gia đâu. Tự cạo đầu thôi chứ có xuất gia đâu.
rồi tự cạo đầu, mấy cái lương đến là sao nó tự cạo đầu được, là mẹ ruột của những chú này. Trong số đó đó có những cô đó đó lại con ruột của cụ lớn tuổi đó. À, cái vụ thử báo vừa qua là cho ra cái kết quả. Đài truyền hình Long An cũng đã công bố cái kết quả này. Cho nên tất cả các tờ báo quan trọng, đài truyền hình quan trọng. Đài truyền hình quan trọng như quý vị. Rồi. Thì như vậy là sao quý vị? Quý vị có thấy là một cái xã hội mà cái sự khốn nạn nó lên ngôi không quý vị? Không phải là chỉ có cái đám thắng mai không, không phải nha quý vị. Mà còn có sư sãi cũng nhào vô kiếm ăn. Rồi các đài truyền hình sao quý vị? Không ai tin hết trơn á, cái lượt view, cái lượt subscriber nữa kia nó thấp. Rồi cái báo công an, báo tuổi trẻ báo này báo nọ, cái lượt view không coi. Mà tại sao đi ùng ùng nhau mà đi coi mấy cái đứa chú tiểu này, cứ đi canh coi thằng Đức Tâm nó nói cái gì để mà nó cười cái mình cười, mình nó khóc cái mình khóc. Coi coi mấy cái ông mà Nhất Nguyên Nhị Nguyên này hát cái gì. À, nó lôi ra từ bè lũ, từ đảng và nhà nước, từ đài truyền hình cho tới báo chí, từ sư sãi Phật này đó. Nhưng mà trong này không có yếu tố của nhà thờ với lại bên công giáo như quý vị. Những người đó, những người ở bên công giáo, người ta không có xía vô cái vụ này, người ta không có bươi móc, người ta không có ăn theo, người ta không có ăn hùa. Tâm nó nói chứ. Người ta không có ngồi, người ta đếm view, đếm like. Người ta không có tính ra được là trong những cái đơn thư đó là nó hiện tại nó còn đòi giật sập kinh năm chú tiểu nữa quý vị. Các cái đài truyền hình, những cái mấy cái kênh YouTube, những cái tòa soạn báo đồ bên đó đó. Mà cái cô Tai Nha của đang làm viết giấy, viết thơ để cho bà CEO của YouTube ở bên Mỹ này để trình bày về cái vụ Thiền Am, để cho cái kênh năm chú tiểu đừng có bị giật sập. Nó còn nói như vậy quý vị. Thí dụ 100 người bán dạng người mua, mình làm chương trình hay đi, mình đừng có xạo láo, mình đừng có láo toét, mình đừng có tục tiểu thô lậu. Khán giả người ta theo mình, ta coi mình mấy cái chú tiểu hay mấy cái những cái chương trình ở bên Thiền Am đâu có bắt ai coi, mà sao người ta vô người ta coi rần rần. Rồi cái mình làm chương trình như cướp. Ok. Mình đưa những cái đứa mà ngu như bò lên giảng đạo. Quý vị vô coi đạo Phật ngày nay đi. Cho nên là phó viện trưởng á, mà mỗi cái bài nó nói được bao nhiêu đứa coi. Cho nên nó đâm ra nó ghen, nó hờn. Cái nó không biết làm sao. Cái nó ra nó rao giảng về tình dục với lại những cái đồ chơi tình dục. Nó nói là Đức Phật cho phép xài đồ chơi tình dục để thỏa mãn thú tính như nó đang xài vậy đó. Như là cái thằng ác tăng nó đang xài vậy đó. Tưởng sao không? Người ta chẳng những không cái lượt view của cái đó không cao, mà người ta còn bu vô người ta chửi như chó. Rồi cái nó chuyển qua, nó làm nhà nghiên cứu coi là quan hệ tình dục là quất nhau là bao nhiêu lần trong một tháng một tuần, để nó câu cái lượt mà Phật tử, mà cái đám con nhan dâm dục đó vô đó để mà nghe, để tăng lượt view. Lượt view không tăng thì nó bắt đầu sao quý vị? Kinh Phật nó không coi, những cái điều mà tốt đẹp nó không làm. Nó đi nó nghiên cứu, nó đi nó đọc mấy cái tờ báo, nó đọc những, nó coi những cái mà sơ đồ của Nguyễn Xin đó quý vị. Nguyễn Xin với ai nữa? Thám Tử Cao với Trần Quốc Vũ rồi đó. Rồi xong rồi cái nó đem về, cái nó lên, cái nó rao giảng nào là thử máu ra kết quả loạn luân, những người, những chú tiểu đó là con của mấy cái người tu trong đó, nữ tu trong đó. Xong rồi mấy cái nữ tu trong đó nãy nhiều mới gì mở với quý vị nghe là con của ông Lê Tùng Vân, kết quả thử máu có rồi đó. Như vậy đó mà nó vẫn còn là thượng tọa ngồi trên đầu của cái đám con nhan mà ngu si ngục ngoè mà đang xì sụp mà lại nó để nghe nó nói. Ông có thấy một cái điều rất là rõ ràng mà người ta không có để ý nè. Lâu lâu cho em nói bậy vừa bữa nha quý vị. Tại vì đối với những cái thằng này mình không có thể nào mà mình mà đàng hoàng lịch sự với nó được.
thằng nào phải nói rõ, phải nói rõ thằng nào. Tôi đang vừa mới nói cái xong rồi ông bắt vô ông nói thằng này thằng kia. Nó mặc thằng mặc áo vàng với mấy thằng mặc áo vét. Không có một cái điểm mà quý vị nên để ý nè. Thì Nga mặc dù là họ bị kết tội là loạn luân về sex tình dục này nọ tùm lum tùm la, mà họ chưa bao giờ nói những cái câu nào mà về tình dục, họ ca ngợi tình dục hay là họ rao giảng về tình dục hay là những cái đồ chơi phục vụ cho tình dục. Trong khi chính cái ông mà tố cáo họ về cái chuyện này là cái miệng lúc nào mở ra cũng là đồ chơi về tình dục rồi, đúng không? Chỉ dạy cho mọi người cách làm tình để nói làm sao thiết là tình. Đấy, cái xã hội nó là loạn. Mai mốt tôi nghĩ là phải nhờ ông đi dạy giáo lý hôn nhân. Tôi bị chửi nữa. Lâu lắm nè, thất nghiệp từ tự nhiên cái công an bữa nào mà có những cái người công an mà đàng hoàng mà nhào lên đó nha, cho chó nghiệp vụ lên nha. Chó mà nó nhào vô gầm giường thích nhật từ, nó lôi ra nào vú giả với lại mấy cái đồ chơi giả. Trời ơi, ta nói ở trong gầm giường của thích nhật từ với lại trong kho của cái chùa đó, nhưng mà nó lôi ra toàn là những cái thứ đó nha. Nhưng mà bây giờ ông thử lên Google coi. Quý vị thử lên Google coi. Nếu mà đang ngồi trên computer, quý vị đánh vô Thiền Am loạn luân, quý vị tìm thử coi có một cái báo chí chính thống nào của nhà nước Việt Nam mà bây giờ còn dám đăng cái tin đó không quý vị? Không có một cái báo nào hết. Tại vì sao? Không có cách gì chứng minh được là người ta loạn luân hết. Nó vẫn đăng. Và nó không xin lỗi người ta kìa. Hình như là nó bỏ xuống hết rồi, nó giấu hết rồi. Có không? À, hình như nó giấu hết rồi, ông mở lên ông coi coi. Mở lên. À. Đàn bò vào tòa án, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào tòa án, không còn ai hỏi thăm. Trong tòa án có nguyên một đàn bò. Không, để tôi vô tôi làm nè. Chứ còn ông nghĩ là khi mà tụi nó có được cái kết quả thử DNA mà chứng tỏ là Thiền Am loạn luân mà tụi nó không có đăng rầm rầm lên hả? Nhưng mà nó vẫn xa xa. Nó truy tố liền á. Nó vẫn nói là có loạn luân. Không có còn những cái tờ báo, nó không có, nó nói là những cái bài báo cũ thì nó nói điều tra về tội loạn luân đồ này nọ, nhưng mà nó không có đứa tờ báo nào dám kết tội thì em loạn luân hết, là tại vì không có cái kết quả đó. Thử máu, thử DNA không có ra được cái kết quả chứng tỏ được, chứng minh được người ta loạn luân thì làm sao. Nhưng mà ở bên Thiền Am người ta nói cái gì thưa quý vị? Cái ông Lê Tùng Vân ông nói gì? Ông nói thôi nếu mà những người đó mà tấn công Thiền Am, sỉ nhục Thiền Am vậy mà người ta có tiền, người ta nuôi vợ nuôi con người ta, thôi cứ để người ta làm đi. Quý vị nghe coi sao quý vị. Còn mà cái bữa mà đi ra tòa đó, thích Nhật Từ với thích Minh Thiện của Long An nó trốn biệt à. À làm sao? Là nó phải ra để nó chứng minh là thiệt hại của nó. Mà thiệt hại của nó thật ra cái lúc mà trước khi mà nó đi thưa đó, nó đi thưa đi kiện đó, thì thiệt hại của nó ít. Bây giờ thiệt hại của nó quá nhiều quý vị. Vừa kết quả vừa xử xong một cái là ở trên Facebook rồi tràn ngập, và những cái người mà viết những cái status. Là đều là những người có ăn có học, những người nghệ sĩ, những người văn sĩ, những người bác sĩ, những nhà bất đồng chính kiến có tên tuổi không quý vị. Ông có muốn đọc một số không? Muốn không? Ông nên đọc đi. Hoàng Nguyễn Vũ viết gì vậy? Không. Tôi thì tôi viết vậy, may cho ông. May cho ông Lê Tùng Vân. Tại Việt Nam ông bị xử có 5 năm tù. Nếu mà ông Lê Tùng Vân mà ở Ấn Độ, ông sẽ bị xử tù chung thân. Tại sao quý vị? Tại vì ở bên Ấn Độ
nó tôn trọng loại bò lắm quý vị. Nếu mà so sánh con bò với cỡ cái đứa khốn nạn như Thích Nhật Từ đó, là ở bên Ấn Độ là ăn thịt bò đó là nó xử tù tù chừng 5-10 tháng, mà so sánh con bò với làng Thích Nhật Từ này là nó xử chung thân tử hình, tại vì quá sỉ nhục con bò. Mà con bò đó là nó đang thờ, cái người Ấn Độ đang thờ bò. Nha. Yeah. Nha. Yeah. Rồi. Đây. Bây giờ đọc quý vị nghe cái Facebook của anh Đoàn Tuấn nha quý vị. Tâm từ bi của người thật tu. Rồi, 2 3. Chuyện nhà sư bị nữ diễn viên tát và nhục mạ trước đám đông. Hồi đầu tháng 6, tờ Nepali đưa tin việc nữ diễn viên người Nepal là Miruna Magar đã lớn tiếng mắng chửi và tát một nhà sư tên là Phubatamang vì cho rằng người này đã lợi dụng đám đông hỗn loạn để sàm sỡ, động chạm cơ thể của cô. Nhà sư đã lập tức xin lỗi và nhanh chóng rời đi. Nhưng Miruna không dễ dàng bỏ qua. Cô ấy đuổi theo và tiếp tục nhục mạ nhà sư trước đám đông. Vụ việc ồn ào đã khiến cho nhà sư bị bắt tạm giam. Tại cơ quan cảnh sát, nhà sư Tamang phải ký tên vào biên bản và nhận toàn bộ tội lỗi là do mình và xin lỗi diễn viên Miruna. Nữ diễn viên chấp nhận lời xin lỗi và hứa không truy cứu sự việc. Thưa quý vị, sau đó có một video với góc quay rõ nét hơn đã được đăng tải trên mạng. Và video này đã cho thấy người cố ý động chạm vào Miruna là một người đàn ông khác. Nhà sư Tamang vô tình đi ngang qua đúng lúc đó cho nên đã bị hiểu lầm và bị đổ oan. Một số nhà sư và người ủng hộ tại Sikkim, Ấn Độ đã tiến hành họp báo, lên tiếng đòi lại công bằng cho nhà sư và yêu cầu từ Miruna một lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, phía Miruna vẫn một mực giữ im lặng, khóa bình luận và xóa hết những bình luận đòi công bằng cho nhà sư. Ở Nepal, làn sóng phẫn nộ của công chúng bùng lên mạnh mẽ. Nhiều người xuống đường thể hiện sự phản đối hành động của Miruna, xé poster, tẩy chay nữ tài tử cũng như bộ phim Kabaddi phần 4 mà cô đóng vai chính. Bởi lẽ, hành động của cô này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của một nhà sư và cộng đồng Phật giáo nói chung. Cư dân mạng cho rằng, việc nhà sư xin lỗi trước đó là do sự ép buộc từ phía Miruna. Nếu không, sẽ đệ đơn kiện. Mới đây, dân mạng tiếp tục lan truyền clip nhà sư Tamang lên tiếng sau vụ việc. Sư Tamang nói, tôi không nghĩ mọi chuyện lại được lan truyền nhanh đến như vậy. Chỉ mong mọi người ngừng nóng giận. Đừng chấp nhất nữa rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng sai bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta hãy yêu thương, bao dung và tha thứ cho nhau. Mình là người tu mà. Và đây là câu chuyện của xứ Việt Nam, xứ Đông Lào. Chỉ vì câu nói ngu vu vơ, ngu như bò, mà quyết chiến cho đến cùng không khoan nhượng. Nghĩ mà thương cho con bò, chẳng lẽ con bò nó ngu lắm ư? Quý vị thấy sao quý vị? Thì Dũng có lên trên YouTube, Dũng lên trên Google, Dũng tìm. Thì thưa quý vị, tôi có thấy cái sự kiện này là có. Và tôi có thấy cái ông sư này lên nói cũng có. Và tôi có thấy cái bà tài tử này, bà có xin lỗi. Bà có xin lỗi đây nè. Bà có xin lỗi nhưng ngồi gì? Này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự kiện đó nè quý vị. Quý vị lên quý vị gõ tên của cái bài này ra sẽ thấy nó rần 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 vậy đó. Và cái nỗi oan ức của cái ông sư này nè. Sư người ta này quý vị, không có cái clip đó. Đây nè quý vị coi cái mũi tên màu vàng á, là ổng đeo đó, ổng đeo cái khẩu trang mới đi ra ngang qua. Rồi còn cái bàn tay mà vịn vai của cái cô đó nè, đó có bàn tay một người khác vịn. Rồi quý vị thấy ha, ông này ổng bị chửi tan nát luôn. Mẹ bên đó có một con bò đứng sau lưng của cái ông này đang nói đi. Cái sự chơi sự kiện này lớn lắm. Và đây cuối cùng dưới cái áp lực thì cái bài viết này nói là cái bà này không chịu xin lỗi, nhưng mà theo tôi thấy đó thì có xin lỗi nha quý vị. Đây tôi chưa xài được cái gì đây nè, để tôi chứ không ta tôi có trộn lắm, tôi đưa quậy cái switcher đó. Đây là quý vị báo đăng nè, cái bà này bà đã muga nè, bà đã xin lỗi nhà sư rồi nha quý vị. Sự việc rõ ràng bà đã xin lỗi nhà sư, đây gặp nhau xin lỗi rồi nha quý vị. Thấy sư người ta không quý vị? Đó, sư người ta vậy đó. Còn sư mình thì sao quý vị? Mà leo lên tới chức phó viện trưởng thì khi nào mày xin lỗi người dân, mày xin lỗi người dân, mày xin lỗi Phật tử đây, cái thằng kia. Cái thằng kia. Thằng khốn nạn kia. Khi nào bây giờ ở bên Hiền Nam người ta không cần mày xin lỗi người ta đâu. Tại vì mày xin lỗi người ta chỉ làm cho người ta bị tổn thọ thôi. Mày xin lỗi cái đám con nhang, cái đám mà quỳ xì sụp mà lại mà nghe mày giảng đạo đó, mày mất tư cách như vậy đó, mày sân si, mày bịa chuyện vậy thì bao giờ mày xin lỗi cái những người Phật tử đây? Bao giờ đứng ngồi trước Phật đài sám hối đây thấy cái thằng thích Nhật Từ này? Tại sao mày để cho tao hung dữ quá vậy? Tao sẽ bị khổ nghiệp khi mà tao réo tên thích Nhật Từ này ra. Xong cứ bỏ ở đâu hoài vậy Nam Quang? Tôi đâu cần nghe, tôi cần không nói. Rồi bây giờ thiệt hại của thích Nhật Từ là gì? Rõ ràng bà con người ta ào lên, người ta chửi quá trời thưa quý vị. Đây rồi đã vậy á, ở trong cái thâm sâu của cái thằng này nó là một sự căm thù và một cái sự mà chủ trương của nó là gì biết không, là gây lên cái sự hiềm khích về tôn giáo. Nó nói đó là Valentine là biến thể của một cuộc tình vụng trộm với một linh mục và giáo dân. Quý vị vào Trung Quốc Quy và Mẹ Nắm để mà nghe hai cái người đó đưa ra những cái mà bằng chứng với phân tích về những cái điều nó nói nha. Lại Mẹ Nắm. À, bà Mẹ Nắm có một cái video clip là Valentine là biến thể của một cuộc tình vụng trộm giữa linh mục và giáo dân.
là phương tiện xâm lược của phương Tây nha quý vị. Rồi 180 thánh tử đạo là tay sai của thực dân Pháp nha quý vị. Hả? Mình thấy sao, ý kiến sao? Thì mấy ý kiến là sao, làm sao? Giờ hồi nãy tôi đọc về những cái người sư, về cái sự mà nhẫn nhịn của người sư, sư của xứ Nepal á. Bây giờ đó, nãy giờ tôi thấy ông ông ngang quá đấy phải không? Không, ông làm một cái điều vô bổ. Vậy hả? Người ta nói là người ta so sánh trái cam với trái cam, trái quýt với trái quýt, chứ không thể nào nói ồ trái quýt, tại sao trái quýt này nó bóc dễ mà trái cam bóc khó quá. Ừ. Ông đang so sánh một con bò với một nhà sư. Dạ. Thì tại sao con bò thì nó... ông hỏi tôi là giờ là sao, là sao? Tại sao cái chủ trại, cái chủ trại bò người ta không đi thưa? Tại vì bây giờ mà giá thịt bò rớt thê thảm là khi mà bò bị so sánh với lại cái thằng này. Nè, tại sao? Rồi thêm một bài nữa nha quý vị. Thái Hậu, à, của Facebook Thái Hậu. Trong vụ Thiền Am, Trần Ngọc Thảo, tức là Thích Nhật Từ, đã có đơn tố cáo những người trong Thiền Am bởi cho rằng những người này đã xúc phạm danh dự cá nhân của ông khi nói Thích Nhật Từ ngu như con bò. Ủa, ngu như bò chứ thiếu chữ con. Dư bị dư chữ con. Không bàn đến tính xác thực của thông tin là câu nói được cho là xúc phạm như trên. Nhưng một người tu hành đứng ra kiện cáo vì lý do ấy thì thật là nực cười và đau xót. Một trong sáu pháp tu căn bản của hàng xuất gia là nhẫn nhục. Bên cạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nay ông Thích Nhật Từ vì một câu nói của một của người đời mà đứng ra thị phi kiện tụng nhằm đẩy họ vào tù, thì ông ta đã bỏ mất con đường của Đức Phật mà mình đang tự xưng và đại diện. Sở dĩ Phật Pháp đề xướng nhẫn nhục coi như trọng chướng duyên trên đường tu. Vì coi trọng chướng duyên trên đường tu, nếu không có những trở ngại gian khổ thì không thể thành tựu con đường giải thoát. Bởi thế trước khi qua đời, Phật mới dạy hai điều thôi: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Vì tu hạnh nhẫn nhục nên người xuất gia mới xả bỏ râu tóc, áo đẹp, nhà cao để ăn cơm hẩm, mặc áo nâu, ở chốn núi rừng, kham nhẫn tất cả những gì mà người đời không kham nổi. Tất cả những tấm gương đạo hạnh trong lịch sử Phật giáo đều không tranh, không cãi, một lòng trì giới, coi khổ hạnh trong cõi ta bà là cam lồ giải thoát, bị oan không kêu, bị đánh không giận, bị khinh không phiền. Tám ngọn gió lớn thổi tới đều không động. Có nghĩa là bát phong suy bất động. Trong kinh kể, Đức Di Lặc khi bị người đời nhổ nước bọt vào mặt, nhưng cũng không thèm lau đi, mà mỉm cười nằm khểnh cho gió tự khô. Sư Quảng Khâm bên tàu, lúc bị đổ oan cười, lúc bị đổ oan là ăn cắp tiền, đã lặng lẽ không phân bua, cho đến khi tự mọi việc sáng tỏ. Mới đây, một vị Lama khi bị tát vào mặt, vì bị oan là quấy rối một diễn viên, nhưng cũng không hề phân bua, ngược lại còn chắp tay xin lỗi. Đó là cái ông Lama hồi nãy đó quý vị, của người Nepal đó. Rốt cuộc, ông Thích Nhật Từ có phải là một tu sĩ Phật giáo hay không? Một người xuất gia nghĩa là tự nguyện và phát bồ đề tâm đi theo đại đạo của Phật nhằm thành tựu con đường giải thoát, dẫn dắt chúng sinh ra khỏi những thị phi vô minh của đời sống, đặng đạt tới hạnh phúc viên mãn. Ông Thích Nhật Từ không những không coi ta bà là khổ để làm phương tiện tu hành, mà chỉ muốn được thỏa mãn cái ngã của mình bởi những khen tặng, cung phụng, tân bốc. Vậy ông đang tu cái gì? Với tư cách là một con người xã hội, chuyện kiện tụng là quyền cá nhân của ông, nhưng với một tu sĩ thì ông đã bỏ mất con đường Phật đạo. Cuối đời, Phật Thích Ca đã khóc vì nghĩ đến ngày mạt pháp này.
đúng là chỉ có vi trùng trong thân sư tử mới giết được sư tử. Này bọn ma tăng đệ tử của ngài hoành hành tác quái khắp nơi, làm mục ruộng hết thân thể chánh pháp, chỉ thương cho chúng sinh u mê vẫn lũ lượt đi theo bọn ma tăng để xì sụp lạy lục và cúng dường tiền của, để bọn ấy ăn trên ngồi trốc, phá nát đạo lớn của Phật. Tác giả Thái Hậu. Rồi sao không chịu nghiên cứu mà chỉ có gõ không? Tôi thấy thật sự ra những cái gì nãy giờ ông thấy ông đọc thì nó cũng đã nói lên hết ý nghĩa của nó rồi. Rồi bây giờ toàn bộ các cái báo chí, báo đài trong và ngoài nước ai cũng đều theo dõi, trong đó có Đài Á Châu Tự Do, RFA quý vị. Cái đó là một cái điểm hay đó nha, để chút xíu nữa mình ông nói Lê Tùng Vân đã nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam không xứng đáng nên không đăng ký. Nhục chưa? Quá nhục. Nhục chưa? Đi hỏi một cái ông già để ổng trả treo lại, hỏi ổng coi như tuổi ai tự đặt cái tên gì Thích Tâm Đức là ai đặt. Rồi đây chủ tọa phiên tòa hỏi ông Lê Tùng Vân, ai đặt pháp danh cho bị cáo là Thích Tâm Đức? Ông Lê Tùng Vân trả lời, tôi là người tự đặt pháp danh cho mình. Tôi quay không? Chủ tọa, lý do vì sao những người trong hộ Cao Thị Cúc mặc áo màu nâu mà bị cáo lại không đăng ký sinh hoạt tôn giáo? Ông Lê Tùng Vân, không có đăng ký giáo hội Phật giáo bởi vì giáo hội Phật giáo đối với tôi là không xứng đáng. Xứng đáng thì tôi mới bái phục để cầu xin nghe, còn không xứng đáng thì biểu tôi nghe, ra lệnh tôi nghe, tôi cũng không nghe. Đúng khí phách quá ha. Khí phách trong quý vị. Qua cái phiên tòa này thì tôi ít nhiều gì trong trong cái vở nó có cái hay. Tôi rất là cảm ơn cái phiên tòa này đã cho tôi thấy ai là hèn, ai là khí phách, ai là ngu, ai là trí tuệ, ai là tu thật, ai là tu giả, ai là hiền lương, ai là ác độc, khốn nạn. Cái chữ mà tu giả đó, đọc dễ lộn lắm đó nha. Tu giả đọc sao dễ lộn.